Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy với bài tập toán lớp 3 kính diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 29. Em ôn lại những gì đã học. Bài số 1 tính nhẩm 2 nhân cho 6 là bằng 12. 6 nhân 2 là cũng là bằng 12. Tại vì phép nhân nó có tính chất giao hoán. Giao hoán có nghĩa ta hoán đổi vị trí nó thì cái tích nó không thay đổi. Phép cộng cũng vậy. 12 chia 2 là bằng 6. 12 ra chia 6 là bằng 2. 7 x 4 là 28. 4 x 7 là 28. 28 chia 7 là bằng 4. 28 là chia 4 là bằng 7. 9 x 3 là 27. 3 x 9 là 27. 27 chia 9 là bằng 3. 27 chia 3 là bằng 9. 8 x 5 là bằng 40. 5 x 8 là bằng 40. 40 chia 8 là bằng 5. 40 chia 5 là bằng 8. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Nấu thẻ tương ứng với phần đã tô màu trong mẫu hình sau. 1 phần 2. Chúng ta xem cái hình nào mà chia làm hai phần bằng nhau và chúng ta tô một phần. Đây, hình này. Cái này vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cái này là 1 phần 6. 1, 2, 3, 4. Cái này là 1 phần 4. 1, 2, 3. Cái này là chia làm là 3 phần. 3 phần bằng nhau. Và cái này nó là 1 phần 3. Còn có 1 phần 8 không có. Không có. 1 phần 5 cũng không có. Chia làm 5 phần thì không có. Chúng ta qua tiếp theo. Bài số 3. Viết dấu cộng, dấu trừ, dấu nhân hoặc là dấu chia thích hợp. 8. Ta cộng 1 là bằng 9. 6 chia cho 3 là bằng 2. 1 ta nhân 9 là bằng 9. 7 ta chia cho 7 là bằng 1. 0 ta cộng cho 3 là bằng 3. 5 ta nhân với lại là 0 là bằng 0. 1 ta nhân với 4 là bằng 4. 1 ta nhân cho 1 ta trừ chứ. Này trừ chứ không phải. 1 ta trừ 1 là bằng 0. 1 ta trừ cho 0 là bằng 1. 0 nhân 6 là bằng 0. 0 ta nhân cho 6 hoặc ta chia cũng được không? Nhân hoặc chia cũng được. 8 ta chia cho 8 là bằng là 1. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4. Số đã cho là 6, 3 và 9. Người ta yêu cầu làm gì đây? Thêm 3 đơn vị. Thêm là cộng. Là 3 ta cộng cho. Đây người ta xem, chúng ta xem cái bài mẫu này. 6 ta cộng 3 bằng 9. Gấp lên 3 lần có nghĩa là 6 này. Ta lấy cái số này nha, chúng ta không lấy số này, chúng ta lấy cái số gốc này. 6 x 3 là 18. Rồi bớt đi 3 đơn vị là ta lấy 6 này. Ta trừ cho 3 ra 3. Rồi giảm đi 3 lần có nghĩa là 6 ta chia cho 3 là bằng là 2. Và tương tự vậy, chúng ta sẽ làm cho cái số này. Thêm 3 đơn vị là 3 cộng 3 là bằng 6 này. Gấp lên 3 lần là 3 x 3 là bằng 9 này. Bớt đi 3 đơn vị là 3 ra trừ 3 bằng 0 này. Giảm đi 3 lần là 3 chia 3 là bằng 1. Này, thêm 3 đơn vị, 9 ta cộng cho 3 là bằng 12 này. Gấp lên 3 lần là 3 x 9, 9 x 3 là bằng là 27 này. Bớt đi 3 đơn vị, 9 ta trừ cho 3 là bằng 6 này. Giảm đi 3 lần là chia này. 9 ta chia cho 3 là bằng 3. Cái này là chia nha. Bớt là trừ, gấp là nhân, thêm là cộng. Được. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Chú Nam vác được 5 xô sữa bò. Mỗi xô là 8 lít sữa. Hỏi chú Nam vác được là tất cả là bao nhiêu lít sữa? Số lít sữa chú Nam vác được là? Số lít sữa chú Nam
vắt được là, chúng ta lấy là 5 xô, mà mỗi xô là 8 lít, 5 x 8 là bằng là 40 lít sữa. Đáp số bốn mươi lít sữa. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Ước lượng đầu viết số đo cân nặng thích hợp vào chỗ chấm. Cái này là một miếng này là người ta họ cho là 100 gram, một miếng là 100 gram này. Như vậy chúng ta có là bao nhiêu đây? Cái bánh này là bao nhiêu miếng này? Một miếng, hai miếng, một này. Một miếng là chúng ta cắt ra rồi đó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 miếng. 8 miếng như thế này là khoảng là 800 gram. Nè, 800 gram. Và là một cái khoanh này. Một cái khoanh này thì nó là 100 gram. Mà chúng ta có mấy khoanh này? Một khoanh, hai khoanh, ba, bốn. Vậy là bằng là 400 gram. Rồi, chúng ta thấy có khoanh mờ mờ. Đây là mờ mờ này. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.